Miệt Thứ hôm nay đốn củ hủ dừa gửi đi Lagi, Bình Thuận. Giao con mà nào? Lá này không? Chấm cái đâu? Lấy đó làm gì? Hello mọi người, hôm nay Miệt Thứ tiếp tục vào vườn dừa của chú Vinh. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đốn hai đọt đúng không? Cái này là đọt đúng không? Kêu đọt dừa chứ ai kêu gốc dừa? Bữa hổm anh kêu gốc dừa. Hai củ hủ dừa là hai đọt dừa. Hai đọt dừa này mình dự kiến là nặng bao nhiêu ta? Nặng hơn 10 kg. Ở đây có dùng cái dao này mà. Này là mình đã bóc rồi, bây giờ mình chỉ đốn hạ xuống thôi. Sau đó thì mình sẽ gửi đi Lagi, Bình Thuận. Ủa ai lấy mất tiêu rồi? Đây nè. Đúng rồi, mình kê lại ngang đây thôi. Xong mình gửi đi đến đó người ta nhận được, người ta bóc lên người ta ăn là không có bị hư. Rồi chặt còn bóc thêm lớp nữa mới ăn được mà. Đúng rồi, bóc thêm một lớp là mới ăn được. Chứ còn chặt bỏ cái này mà lấy khúc thịt không à. Lấy khúc thịt không à. Xong mình gói mình đóng thùng mình gửi đi. Nhưng mà mày không được gãy nhá. Bữa hổm là gãy nhá cứng. Bây giờ mà gãy là gửi là không vui đâu. Và đây là đơn hàng đầu tiên mà Miệt Thứ thứ 11 đã giao dịch thành công. Sau vài tiếng đồng hồ, chúng tôi đăng video 100 cây dừa trồng lấy củ hủ dừa vườn nhà chú Vinh ở xã Đông Hương B trên mạng xã hội. Và củ hủ dừa Miệt Thứ sẽ gửi đến Lagi, Bình Thuận. Okay, ngon lành. Lagi là một điểm du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Bình Thuận, là một thị xã nằm ở phía nam của Bình Thuận với diện tích khoảng 182 km2, tức là bằng 1/3 diện tích của huyện An Minh chúng ta. Lagi là một điểm du lịch nhỏ nhưng mà siêu mới mẻ với nhiều điểm check-in đẹp ngút trời. Lagi nằm cách thành phố Phan Thiết khoảng tầm 63 km, cách Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 50 km và cách Sài Gòn khoảng 150 km về phía Tây. Nếu mà đi từ Miệt Thứ đi Sài Gòn thì mất là 6 giờ với khoảng cách là 288 cây số. Nếu đi liên tục thì ta phải mất đến 9 giờ chạy xe hơi mới đến Lagi và tổng khoảng cách là 416 km. Ở mùa này thì tức là vào tháng 5 là mùa mưa ở Lagi nhưng lại rơi vào mùa hè, thời tiết khá nóng bức nên rất thích hợp để tắm biển. Và Miệt Thứ thứ 11 nghĩ rằng nếu chúng ta không có đại dịch Covid đang hoành hành ở tại Việt Nam thì bà con Miệt Thứ có thể đến Lagi để du lịch tắm biển vào mùa này. Cái đọt non trên này ăn được luôn hả? Nhưng mà mình mà cái đọt lá ngoài hả? Mình xào ăn hả? Không được non. Bắt ong luôn nha. Ừ, em lên Miệt Thứ hơi nhiều nha em. Mà em coi chưa? Em coi cho Miệt Thứ chưa? Đăng rồi, bữa hổm mình đăng rồi, hôm nay đăng tiếp nè. Coi được không? Về em coi rồi. Anh chưa đăng. Nó đó chưa đăng hả? Không, bây giờ em coi lại đi, đăng rồi đó. Đăng rồi mọi người xem, mọi người mới gọi điện rồi mọi người mua nè. Này lột đó rồi, rồi. Em hả, em lột sạch quá rồi. Chúng ta lột sạch quá thì ta lột cái dừa, cái già là nằm ở dưới để đặt cái khơi trên thôi. Đúng rồi. Tự luôn. Rồi sao mày? Dở em. Thì một hồi nữa mình quấn nó cho kỳ vô. rút kinh nghiệm nha anh hai, là mình chuyển đi xa đó. Gắn được rồi, nó để gắn nó lên đi. Bây giờ mày uống dừa, uống dừa cổ phát ra ngoài cái thị gia khang nha. Bị lộn. Cái này là về lột lớp là ăn liền, còn này lột hai lớp ha. Cái gì cái vậy? Chịu ra. Cũng bán chứ có bỏ đâu mà uống vô muỗng. Phải gãy ra đó mà kia nó phải dẹp riêng. Là ba ngày nữa. Để ngay cớp nha. Ăn liền ngọt. Nói kêu người ta vô đây mẹ đi. Trời ơi. Có băng keo không anh? Không, hỏi bên nhà có băng keo không anh, không đem keo. Không ai thổi đây giùm. Cái này không cần nữa. Này bỏ vô, bỏ trắng giùm. Đó, bỏ này, bỏ vô đẹp không trời? Đẹp hay vừa cái việc vậy nè. Rồi nguyên gốc đó. Được không? Không, bây giờ quay ngược đầu lại. Không, quay ngược đầu này mới được nè, cái này không quay ngược đâu. Được được. Được không? Có đứng được không? Hả? Đủ rồi. Đủ rồi. Cái mít mẹ nó 10.000 giấy báo nữa. Cái đó bằng kèo vậy? Cái này phải xuống, phải chặt thêm cái này nè, chặt thêm cái này nè. Không vừa rồi, chặt thêm cho nó gọn này. Để người ta vận chuyển, người ta chụp cũng lắm á. Được không? Được không? Được. Ok, không ổn không nha. Vậy đấy, vậy cái hình băng keo lại cái mít này, đâu còn nữa. Nó dưới nè, ở hơi này nó im nè.